Công đức như lai không thể lường, công đức của Phật xuất giáo có bao nhiêu chẳng có ai biết được. Do đó có câu, sát trần tâm niệm khả sổ chi, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả khế, vô năng tận thuyết Phật công đức. Nghĩa là hạt bụi tâm niệm đếm biết được, nước trong biển cả uống hết được, hư không lường được gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật cho nên công đức của Phật không thể dò lường được. Mười phương pháp giới đều sung mãn, hết thảy mười phương pháp giới đều là nơi sở tại công đức của Phật, cho nên nói mười phương pháp giới đều sung mãn. Ngồi khắp dưới tất cả thụ vương, Phật ngồi dưới cội bồ đề ở trong mỗi cõi nước làm đạo tràng, ngồi khắp tại đó khai ngộ thành Phật, diễn nói diệu pháp kinh hoa nghiêm đại phương quảng Phật này. Các đại tự tại đều vân tập, những vị đại Bồ Tát đó đều là pháp thân đại sĩ, đã đắc được đại tự tại chẳng còn phiền não. Các ngài giống như mây cùng trùng tụ tập ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng để nghe diệu pháp. Phật có sức thần thông như thế, một niệm hiện ra vô tận tướng, cảnh giới như lai trong bờ mé, tùy môn giải thoát quán thấy được. Phật có sức thần thông như thế, Phật có sức thần thông biến hóa, không thể nghĩ bàn như thế một niệm hiện ra vô tận tướng, trong một niệm hiện ra vô cùng vô tận các tướng. Bất cứ quá khứ vị lai hiện tại ba đời hết thảy vô lượng cảnh giới đều hiện ra ở trong một niệm, do đó có câu một niệm hiện ra vô lượng kiếp, vô lượng kiếp thù vào một niệm. Cảnh giới này do sức thần thông của chư Phật biến hóa. Cảnh giới như lai chẳng bờ mé, nghĩ muốn biết cảnh giới của Phật thì phải quán hư không. Vì hư không chẳng có bờ mé, cảnh giới của Phật cũng chẳng có bờ mé giống như hư không. Tùy môn giải thoát quán thấy được, tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói môn giải thoát khiến cho chúng sinh quán thấy được cảnh giới thủ thắng do thần thông diệu dụng của Phật thị hiện. Thuộc xưa như lai trải biển kiếp, ở trong các cõi siêng tu hành, đủ thứ phương tiện độ chúng sinh khiến họ thọ hành các Phật Pháp. Thủa xưa như lai trải biển kiếp, thủa xưa Phật trải qua vô lượng kiếp, nhiều như biển, cho nên gọi là biển kiếp. Ở trong các cõi siêng tu hành, trước khi Phật thành Phật, thì cũng giống như chúng ta, cũng ở trong tam giới 25 cõi luôn luôn tu hành, luôn luôn tinh tấn, ở trong mỗi niệm đều dũng mãnh, hướng về trước, tinh tấn chẳng giải đãi, cho nên gọi là siêng tu hành. Đủ thứ phương tiện độ chúng sinh Phật chẳng những xin tu hành, mà còn dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng minh bạch liễu sinh thoát tử mà vào Niết Bàn, khiến họ thọ hành các Phật Pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều tiếp thọ được các Phật Pháp của Phật nói, phải theo Pháp mà tu hành mới đắc được lợi ích của Phật Pháp. Tỷ lô giá na đủ tướng tốt, ngồi tòa sư tử liền hòa tạng, tất cả chúng hội đều thanh tịnh, an trụ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng. Tỷ lô giá na đủ tướng tốt, Phật có ba thần, một pháp thân tức là thanh tịnh pháp thân tỷ lô giá na Phật, hai báo thần tức là viên mãn báo thân lô giá na Phật, ba ứng hóa thân tức là thiên bách ức hóa thân thích ca mâu ni Phật, Ứng thân đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân, do đó có câu tướng hào trang nghiêm vô đẳng luân ngồi tòa sư tử liên hoa tạng phật ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng lớn tốt đẹp vì tất cả chúng sinh mà thuyết pháp điều phục chúng sinh can cường khiến cho họ bỏ lìa mê quay về với giác ngộ đi trên con đường bộ đẻ giác đạo tất cả chúng sinh đều thành tịnh ở trong cõi nước mười phương chư phật đại chúng ở trong hết thảy pháp hội đều một lòng nghe phật diễn nói diệu pháp đồng thời đều thanh tịnh tâm của họ an chủ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng mọi người đều an chủ vắng lặng chẳng đàm luận ở trong pháp hội đều chiêm ngưỡng phật mắt chẳng tạm rời nghe phật thuyết pháp Mani bảo tạng phóng quang minh, tỏa khắp vô biên mây thơm sáng, vô lượng chuỗi hoa cùng bùa răng, như lại ngồi trên tòa như vậy. Mani bảo tạng phóng quang minh, tạng châu bóng Mani, phóng đại quang minh vạn đồn tia sáng trói lòa cả mắt vừa trang nghiêm lại thanh tịnh tỏa khắp vô biên mây thơm sáng ở trong đại quang minh lại tỏa ra vô biên mây thơm sáng đầy khắp mười phương pháp giới vô lượng chuỗi hoa cùng bổ răng lại có vô lượng rượu hoa tốt đẹp và chuỗi hoa xinh tươi đều rủ xuống trang nghiêm như lai ngồi trên tòa như vậy phật ngồi trên tòa trang nghiêm mây thơm sáng và báo mani để nói diệu pháp đủ thứ nghiêm sức cửa cát tường luồn phóng đăng quang mây báo sáng chiếu soi rộng lớn khắp hết thảy màu như